và Anken, một trong số những bài kiểm tra đầu tiên của chương trình hóa học lớp 12, hóa học lớp 11 của phần học kỳ 2. Để ủng hộ chúng mình thì các cháu cùng comment đáp án xuống phía dưới nhá. Câu số 1 ạ. Kết luận nào sau đây là không đúng ạ? Kết luận nào sau đây là không đúng? Và chúng mình đã thấy là có rất rất nhiều bạn chọn một đáp án C. Và chúng ta cùng xem một đáp án C có đúng hay không nhá. Ancan là hydrocarbon no, mạch carbon không vào. Ancan có đồng phân mạch carbon. Cái A này đúng này, cái B cũng đúng này. Những hợp chất trong phân tử chỉ có hai nguyên tố carbon và hydro là hydrocarbon no, sai. Ví dụ như anh CH2 nối đôi CH2 thì anh này là chỉ gồm có carbon và hydro, nhưng anh này là hydrocarbon không no. Vì vậy nên đáp án không đúng chúng ta nó là đáp án C các cháu nhé. Đáp án không đúng hay đáp án sai của chúng ta là đáp án C. Ok chưa? Rất rất dễ ạ. Câu số 2. Câu số 2. Câu số 2. Chúng ta có bốn chất khí được riêng biệt trong các lọ mất nhãn sau. Chúng ta có bốn chất khí được riêng biệt trong các lọ mất nhãn sau. Có thể sử dụng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các chất khí trên? Nào các cháu, theo các cháu thì chúng ta sử dụng cái anh thuốc thử nào để nhận biết được cả bốn chất khí trên ạ? Anh nào ạ? Có bốn chất khí liên tiếp. Đây, mình có này. Anh này là CH4 chính là CH2 nối đôi CH2 này. Anh CH4 này. Anh CO2 này và anh SO2 này. Chúng ta lưu ý ở đây chúng ta có là anh CO2 và anh SO2 này thì nó sẽ bị kết tủa khi gặp CaOH lần. Có nghĩa nếu chúng mình cho cái anh CaOH hai lần vào đây thì anh này không hiện tượng này, anh ethylen không hiện tượng, anh CH4 không hiện tượng, anh CO2 sẽ cho chúng ta kết tủa CaCO3, đúng không ạ? Kết tủa màu trắng nhá. Anh SO2 cũng cho chúng ta kết tủa màu trắng CaSO3. Vậy ngay lập tức ở đây chúng mình sẽ phân biệt được thành hai cái hệ thống, một hệ thống là không có hiện tượng gì, một hệ thống là có kết tủa màu trắng. Và bây giờ chúng mình phân lập ra như vậy. Thế thì sau khi mà chúng ta có cái dung dịch CaOH lần rồi, chúng ta nghĩ ngay đến dung dịch brom. Khi mà chúng ta cho cái dung dịch brom vào đây á thì mình sẽ có này, anh ethylen thì là mất màu dung dịch nước brom do là nó có nối đôi CC. Anh CH4 thì không là mất màu, anh CO2 không là mất màu, anh SO2 là mất màu dung dịch nước brom. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ thấy á là gì ạ? Ethylen thì một cái là không hiện tượng, một cái mất màu. CH4 thì đều là không hiện tượng. CO2 một cái kết tủa trắng, một cái không hiện tượng. SO2 một cái kết tủa trắng, một cái là mất màu. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Ok ạ. Và ở đây chúng mình thấy có rất rất nhiều bạn comment đáp án 2A. Tuyên dương tất cả các cháu đã comment đáp câu số 3. Câu số 3 đáp án gì ạ? Thực hiện phản ứng trùng hợp ethylene, một trong các polymer thu được có khối lượng phân tử là 42.000. Số mắt xích ở bên trong cái polymer đó là bao nhiêu? Thực hiện trùng hợp ethylene ạ. À. Ethylene thì nó là gì ạ? CH2 nối đôi CH2. Đây ạ, trùng hợp đây ạ. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác để tạo thành CH2, CH2, tất cả N lần. Và rất nhiều bạn ở đây cứ nghĩ rằng là polymer là tiền, nhưng không phải ạ. Anh này ở đây là chính là đi từ ethylene thì ta sẽ trùng hợp thu được polyethylene. Polyethylene và cái anh polyethylene này được làm bằng túi bóng. Bằng túi bóng đấy, hay chúng ta vẫn gọi là túi ni lông đấy, được chưa? Đây chính là anh polyethylene. Ở đây bài nói với chúng ta là một trong số polymer có khối lượng phân tử là 42.000, có nghĩa phân tử khối này bằng 42.000. Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ có là 28N thì bằng 42.000, được không ạ? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được N bằng 42.000 chia cho 28, 42.000 chia 28 bằng bao nhiêu đấy ạ? 1.500, 1.500. Được chưa? Vậy ở đây mình sẽ có N, hay còn được gọi là số mắt xích, hay còn được gọi là hệ số trùng hợp trong polymer đó thì chính bằng 1.500 các cháu nhé. 1.500. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Câu 3 đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Và rất là tuyên dương tất cả các cháu đã comment đáp án câu số 3 là đáp án C ạ. Ok ạ. Các cháu nghe chú Minh giảng có hiểu bài không ạ? Các cháu nghe chú Minh giảng có hiểu bài không ạ? Nếu mà hiểu bài thì vui lòng thả chấm chú Minh một cái ạ. Còn nếu mà bạn nào mà chưa hiểu thì thả tim ạ. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình và nhanh tay chia sẻ lại buổi học này. Hãy chia sẻ lại buổi học này vì đây là buổi học free ạ. Thank you tất cả nhà. Rồi mình sang cái câu tiếp theo là câu số 4 ạ. Câu số 4. Chất nào sau đây thì có đồng phân hình học? Chất nào sau đây thì có đồng phân hình học? Chất nào sau đây có đồng phân hình học? Nhân tiện tại đây thì những bạn nào mà muốn tham khảo các cái khóa học lớp 11 và lớp 12 môn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2023
22 của chúng mình thì vui lòng inbox cho nick Vũ Tuấn Minh hoặc inbox cho fanpage trực tiếp ở fanpage này để được chúng mình tư vấn trực tiếp về khóa học dành cho các cháu lớp 11 và lớp 12. Và hiện tại bây giờ chúng mình đang có một cái giảm giá rất là ưu đãi dành cho tất cả các cháu 2K4 muốn đăng ký các khóa học của chúng mình nhá. Câu số 4 ạ. Chất nào sau đây có đồng phân hình học ạ? Chất nào sau đây có đồng phân hình học ạ? Điều kiện để có đồng phân hình học nó phải có nối đôi CC đúng không cháu? Anh này nối 3 vứt. Đúng không? Anh này không có nối đôi vứt. Vậy chỉ còn B và C. Đúng chưa? Mình vẽ thằng B ra. C này, F này, F này, C này, F này, F. Mình thấy này, thằng F với thằng F này giống nhau. Thằng F với thằng F này giống nhau. Được chưa? Bởi vì hai thằng F này nó giống nhau nên là nó không thể có đồng phân hình học được. Vậy suy ra chúng ta chỉ có một anh có đồng phân hình học đôi, đấy là anh C. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các cháu nhé. Đấy, thực ra những cái câu này rất rất dễ thôi. Chúng ta chỉ cần chú ý, chúng ta chỉ cần quan tâm và hoàn toàn chúng ta có thể làm được. Câu tiếp theo ạ, câu số 5 ạ. Câu số 5 thì cả nhà chọn đáp án gì ạ? Câu số 5 ạ. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này vì đây là buổi học free ạ. Và giúp chúng mình test tất cả các bạn trong vào đây vậy ạ. Câu số 6 và câu số 5 ạ. Sản phẩm chính thu được khi cho 2 metin propen tác dụng HCl. Propen ạ. Đây. 2 metin propen ở trong này. Khi tác dụng với HCl thì các cháu lưu ý ạ, HCl này là chân dài. Chân dài thì sẽ ưu tiên cặp với đại gia. Đại gia thì anh này thì đại gia là cái anh mà có nhiều bậc nhất là anh ở giữa này, đúng không ạ? Vì vậy nên chân dài clo sẽ ưu tiên cặp với Cl ở đây để tạo thành sản phẩm. Tên của nó là gì ạ? 2 clo. Được chưa? 2 clo, 1 clo vứt. Được chưa? 2 clo. 2 metin propan. Các nhìn nó chưa? 2 clo, 2 metin propan. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Đấy thì muốn làm được câu này đầu tiên chúng ta phải viết phương trình đây nhá. Đấy thì chúng ta phải thuộc được cái phần về tính chất hóa học của alkan, anken, alkin thì chúng ta mới nắm được cái phần bài tập này. Được chưa? Ok ạ. Và nhân tiện tên gọi nào sau đây thuộc loại tên gốc chức? Tên gốc chức thì như các cháu nhớ nhá, cái tên thay thế thì là nó có dấu cách, còn tên gốc chức tên thay thế thì có dấu gạch, còn tên gốc chức là có dấu cách. Vậy các cháu nhìn này. Ở đây là hơi bị sai một chút. Cái thuộc loại tên gốc và chức này ở đây chúng ta là vinin clorua là tên gốc chức 6A nhé. 6A. Câu số 7. Câu số 7 ạ. Hiro hóa anken X. Ui câu này hay. Câu này ối đứa chết nhá. Câu này rất rất nhiều bạn chết ở trong cái câu số 7 này. Chờ đợi một chút xem các bạn cùng comment đáp án câu số 7 là gì ạ. Đây là một trong số những câu cực lừa ở trong cái đề này. Nào, hãy comment đáp án xem cháu chọn câu số 7 đáp án gì. Hiro hóa alkenic. Hiro hóa alkenic thu được isohexan hỏi có bao nhiêu công thức cấu tạo của X thỏa mãn. Hydro hóa alkenic thu được isohexan. Alkenic. Alkenic thu được isohexan. Isohexan đây. Đây là isohexan. Hydro hóa là cộng hydro. Mà anken thì chỉ có một nối đôi CC trong phân tử thôi. Vậy bây giờ ở trên cái mạch này, bây giờ chúng ta đi tìm cái vị trí mà điền nối đôi CC. Được không ạ? Vậy mình có này, trục đối xứng này. Nối đôi đánh vào đây là 1. Ở đây như nhau đúng không? 2, 3, 4. Lưu ý cho chú Minh rằng là ở đây là nó hỏi về đồng phân cấu tạo, nên chúng ta không xét đồng phân hình học. Được không ạ? Chúng ta không xét đồng phân hình học. Vậy hoàn toàn tại đây thì chúng ta có bao nhiêu ạ? 1, 2, 3, 4 thôi ạ. Chúng ta chỉ có 4 anh để thu được isohexan thôi. Và có khá nhiều bạn bị nhầm ở câu này, lại đi chọn là C có 5 là sai. Bởi vì vị trí điền nối đôi ở đây hay nối đôi ở đây là tương đồng như nhau. Các cháu nhìn nó không ạ? Ở đây hay ở đây là tương đồng nhau. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Đấy, có rất ít bạn trả lời được đúng câu số 7. Câu số 8, A có công thức cấu tạo sau. Tên của A theo danh pháp UPAC là. Nào, câu số 8 ạ, tên của A theo danh pháp UPAC là. Nào, chúng ta cùng xem ạ, tên của A theo danh pháp UPAC ạ. Mình phải vẽ ra chưa? Nào, C này, C này, C này, C này, C này, C này, C ạ. Được không ạ? Vậy thì bây giờ mình sẽ đánh số ạ. Đánh số từ trái sang hoặc đánh số từ phải sang, đúng không?
Thế thì ở đây mình sẽ ưu tiên đánh số từ bên nào sang ạ? Chúng ta sẽ ưu tiên đánh số từ bên nào sang? Bên trái sang hay bên phải sang ạ? Câu số 8 ạ, đánh số ưu tiên đánh số từ bên trái sang bên phải sang. 1 2 trái sang nhé. 3 4 5. Được không ạ? Vậy mình sẽ có gì ạ? Carbon đến vị trí số 2 này. 2,3 này. Dimetin này. Đúng không? Mẹ em phải bón phân, đúng không? 2,3 dimetin phân là pentan. Vậy tên của A theo danh pháp UPAC là 2,3 dimetin pentan các cháu nhé. 2,3 dimetin pentan. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. 2,3 dimetin pentan. Ok ạ, mình sang câu tiếp theo, câu số 9. Hydrocarbon no là vừa nãy chúng ta vừa mới có xong ở bên trên nhận định đấy ạ. Hydrocarbon no là gì ạ? Hydrocarbon no là hydrocarbon mà có ít nhất một liên kết đơn trong phân tử. Sai. Sai hoàn toàn luôn. Đúng không ạ? Hydrocarbon no là những hợp chất hữu cơ chỉ có liên kết đơn trong phân tử, cũng sai. Ví dụ như anh CF3, CF4 thì đúng là chỉ có liên kết đơn trong phân tử nhưng nó không phải là hydrocarbon. Đúng không ạ? Hydrocarbon chỉ gồm có carbon và hydro thôi. Hydrocarbon chỉ có liên kết đơn trong phân tử. Hydrocarbon chỉ có liên kết đơn trong phân tử. Vậy đáp án đúng của chúng ta chính là C. Được chưa ạ? Câu số 10 là một câu tính toán chúng ta để lại nhá. Chúng ta sang câu số 11 ạ. Và số 11 ạ. Câu số 11 thì rất nhiều bạn có nói với chúng ta rằng 11 đáp án đúng là đáp án B đúng không ạ? Những chất đồng phân là những hợp chất khác nhau nhưng có cùng, đồng là cùng, phân là phân tử. Vậy là cùng công thức phân tử các cháu nhá. Có cùng công thức phân tử và khác công thức cấu tạo nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 12, một câu tính toán. Câu tiếp theo, câu số 12, câu tính toán chúng ta để lại, tính nhỉ, tính toán để lại. 10 để lại rồi, 13 để lại. Mình sang câu lý thuyết câu 14 xem nào. 14 ạ, trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây? Câu 14 ạ. Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào trong những cách sau đây ạ? Bạn trong phòng thí nghiệm để điều chế metan thì bằng những cách nào sau đây? Và câu này cũng có rất rất nhiều bạn bị sai ạ. 14 ạ, điều chế metan ạ. Nhiệt phân natri acetat có đúng không ạ? CH3 COONa tác dụng với NaOH cộng trong môi trường CaO thì nó tạo thành CH4 cộng với lại Na2 CO3. Chính xác luôn và chúng ta thu được CH4 B đúng. Cracking butan thì không phải là phương pháp để mà thu được metan. Thủy phân nhôm carbua Al4C3 cộng với lại nước thì chúng ta sẽ thu được AlOH3 lần cộng với lại CH4 nha. Và vậy ở đây chúng ta sẽ có rằng là để điều chế được metan thì chúng ta sẽ sử dụng hai cách, đó là cách B và cách D nhá. Được chưa? Trong phòng thí nghiệm chúng ta sẽ sử dụng cách B và cách D để điều chế được metan nên đáp án đúng chúng ta là đáp án E, là cả B và cả D. Ok men ạ. Câu 15 ạ. 15 cả nhà chọn đáp án gì ạ? Rất là mong muốn cả nhà đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình thì vui lòng chia sẻ lại buổi học này cũng như là test giúp chúng mình tất cả các bạn trong vào đây. Đây là một buổi bởi vì đây là một buổi live free. Mà nhân tiện đây thì những cái cháu nào đang học lớp 11 muốn tìm hiểu các khóa học của chúng mình về lớp 11 và lớp 12 thì vui lòng là inbox cho chúng mình theo nick Vũ Tuấn Minh để được tư vấn trực tiếp ạ. Thank you cả nhà đã ủng hộ chúng mình và ủng hộ chúng mình thật thật nhiều hơn nữa. Like cái video này để chúng mình có thể tổ chức thật nhiều buổi học lớp 11 cho các cháu nhiều hơn nữa. Câu số 15 ạ. Câu số 15 ạ. 15 đề bài nói chúng ta là ethylene có lẫn các tạp chất SO2, CO2 và hơi nước loại bỏ bằng cách nào sau đây? Nhá. Đây ạ. Mình có ethylene là C2H4, SO2 và CO2 cho đi qua dung dịch nào để mà chỉ còn lại mỗi ethylene. Vậy đầu tiên ạ, để đi qua một cái dung dịch đấy thì chúng mình cứ gọi nó là dung dịch X.
Thế thì để mà CH4 chui ra thì CH4 phải không tác dụng với dung dịch X. Đúng không ạ? CH4 phải không tác dụng với dung dịch X. Vậy mình có này. Brom dư, CH4 tác dụng với brom. Toàn luôn đáp án A luôn. Toàn luôn đáp án A luôn. LU để ethylene có lẫn các tạp chất SO2, CO2 và hơi nước, và muốn bố loại bỏ các tạp chất này thì chúng ta phải sử dụng phương pháp là C dẫn hỗn hợp lần lượt qua bình chứa NaOH dư, nó sẽ giữ lại CO2 và SO2. Sau đó dẫn hỗn hợp bình đi qua H2O4, nó giữ lại nước để chỉ còn CH4 bay ra mà thôi. Ok ạ. Tiếp tục ạ. Sang câu số 16 là một câu tính toán khá là hay. Chúng ta sẽ đánh dấu lại câu số 16 này để chốc làm sau. 17 cũng là một câu tính toán ạ. Mình sang câu số 18 ạ. 18 ạ. Cho tất cả các chất sau. 18 ạ. Cho tất cả các chất sau. Các chất là đồng phân của nhau là. Các chất nào là đồng phân của nhau ạ? Trong các chất này, những chất nào là đồng phân của nhau? Đồng, lúc nãy chúng ta đã nói với nhau ở bên trên ạ. Đồng là cùng, phân là phân tử. Đồng phân là các chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo. Đúng không ạ? Vậy anh số 1 này chúng ta sẽ có công thức phân tử là C2H6O. Anh số 2 cũng cùng công thức phân tử là C2H6O. Vì vậy nên suy ra là 1 và 2 chúng ta chắc chắn là đồng phân. Được chưa? Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là chỉ còn đáp án nào thôi ạ? À, A các cháu nhé. Rất rất dễ. Rất rất dễ. Câu 18 đáp án A. Câu 19 chúng ta để lại bởi vì đây là một câu tính toán đúng không? Tẹo nữa chúng ta giải sau. Câu 20 ạ. Câu 20 ạ. Có bao nhiêu đồng phân vô cùng công thức phân tử là C6H14 ạ? Có bao nhiêu đồng phân vô cùng công thức phân tử là C6H14 ạ? Bao nhiêu đồng phân vô cùng công thức phân tử là C6H14? Chúng ta cùng vẽ nhá. Mạch C6 này. 4, 6 này, 6 cộng 0 này. Đây, có một carbon chạy này. Đây là thằng số 2 này. Một carbon chạy nữa này. Đây là thằng số 3 này. Mạch C4 này. Được chưa? Mạch C4 nữa này. Vậy tổng cộng mình có mấy ạ? 1, 2, 3, 4, 5. Vậy C6H14 của chúng ta có tổng cộng là có 5 đồng phân hay là có 5 chất có cùng công thức phân tử. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C 5. Nào câu 21 ạ. Những cái phần về đồng phân này rất nhiều cháu bị toang ạ. Câu 21 ạ. Có tất cả bao nhiêu công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử là C5H10? Có tất cả bao nhiêu công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử là C5H10 ạ? Cả nhà cùng comment xem là đáp án gì ạ. Câu số 21. Có tất cả bao nhiêu công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử là C5H10. Lưu ý ở đây đề bài hỏi chúng ta là C5H10 nhá. Bao nhiêu công thức cấu tạo? Bao nhiêu công thức cấu tạo là C5H10? Chúng ta cùng vẽ này nhé. C5H10 này. Mạch chính là mạch C5 này. Được chưa? Vậy đầu tiên liên kết đôi điền đây là 1. Liên kết đôi điền đây là 2. Anh này có trục đối xứng. Nên điền đây vẫn là 2, điền đây vẫn là 1. Đúng không? Tiếp tục này. Mạch carbon là mạch C4 này. Thì liên kết đôi, trục đối xứng là đây. Điền đây là 3, điền đây cũng là 3. Điền đây là 4, điền đây là 5. Còn cái mạch chính cuối cùng này do đều là hóa trị 4 nên không thể điền nối đôi được nữa. Vậy suy ra C5H10 của chúng ta nhá, C5H10 chúng ta tổng cộng có 5 đồng phân. Được chưa? À, 5 đồng phân, chú ý là 5 đây là xét alken thôi ạ. Được chưa? Ở đây đề bài là kể cả đồng phân hình học thì phải bỏ cái từ cấu tạo đi. Nếu kể cả đồng phân hình học thì mình nhìn sẽ thấy anh 2 này có đồng phân hình học này. Chúng mình vẽ cho cháu nhìn nhá, anh 2 có đồng phân hình học này. Đây. Được chưa? Anh số 2 có đồng phân hình học. C khác H. C2 này khác H. Được chưa? Vậy ở đây mình sẽ có là 5 cộng 1 sao là có 6 đồng phân. Được chưa? Đáp án E. 6 đồng phân. Nhá. Ok chưa? Có 6 đồng phân. Ok ạ, rất nhiều cháu comment đúng, rất là tốt luôn. Cảm ơn tất cả các cháu đã rất là nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay và chia sẻ lại buổi học này. Các cháu nhanh tay giúp chúng mình là tag các bạn của cháu vào đây ạ. Để bởi vì đây là một buổi free ạ. Câu số 22 ạ. Câu số 22. Câu số 22 đáp án gì ạ? Cho các chất sau có bao nhiêu chất hữu cơ? Cho các chất sau có bao nhiêu chất hữu cơ?
Có bao nhiêu chất hữu cơ ở đây ạ? Cái này học về hữu cơ thì đơn giản rồi, bởi vì là chúng ta đã làm khá là nhiều về hữu cơ đúng không ạ? Không nói là nhiều, thực ra chúng ta có rất rất nhiều về hữu cơ luôn. Các hợp chất hữu cơ là các hợp chất của carbon trừ các hợp chất vô cơ. Đúng không ạ? Đây CH2 là chất hữu cơ này. CHF3 là chất hữu cơ này. CH5N là chất hữu cơ này. AL4C3 là nhôm carbua đúng không? Nhôm carbua là gì ạ? Anh này không phải hợp chất hữu cơ, anh là hợp chất vô cơ. HCN là hợp chất vô cơ. CH3CONA là hợp chất hữu cơ. NH2 tất cả hai lần CO, cái chỗ này rất nhiều bạn tranh cãi với nhau, nhưng thực ra NH2 hai lần CO là chất hữu cơ. CO là chất vô cơ. NH4 hai lần CO3 là chất vô cơ. CaC2 cũng là chất vô cơ. Vậy ở đây mình có 1 2 3 4 5. Chúng ta có tổng cộng là 5 chất hữu cơ. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các cháu nhá. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. 22 đáp án A. Đây là một đề kiểm tra đấy ạ. 23 để lại này. Đây là bài kiểm tra về phần ankan và anken, các cháu chú ý. Đây là một trong số những cái bài kiểm tra các cháu cần phải chú ý thật kỹ để mà chúng ta có thể làm đúng và đạt được điểm thật cao cho các bài kiểm tra lấy điểm một tiết này. Câu 24 trong phân tử hợp chất 2,2,3 trimethyl pentan. Trong phân tử hợp chất 2,2,3 trimethyl pentan thì số nguyên tử carbon bậc 1, bậc 2, bậc 3 và bậc 4 tương ứng là. Ta cùng vẽ ra nhé, cái chỗ này phải vẽ ra thôi ạ. Trimethyl pentan, pentan này. 2,2,3 trimethyl pentan. Thì số nguyên tử carbon bậc 1 trước. 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5. Có 5 nguyên tử carbon bậc 1. Vứt. 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 Có thể xong rồi. Đúng không ạ? 5 carbon bậc 1 này, mấy bậc 2? Anh này bậc 2 này, 1 bậc 2, mấy bậc 3? 1 bậc 3 này, mấy bậc 4? 1 bậc 4 này. Đúng chưa? 5 1 1 1. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C các cháu nhá. 24 đáp án C. Được chưa? Câu 25 chúng ta để lại. Câu 26 ạ. Câu 26 cho phương trình hóa học của các phản ứng sau. Cho phương trình hóa học của các phản ứng sau ạ. Cho phương trình hóa học của các phản ứng sau. Đề bài hỏi chúng ta là các loại phản ứng thuộc loại phản ứng thế là. Các loại phản ứng thuộc loại phản ứng thế. Thế là một nguyên tử này bị thay thế bởi một nguyên tử kia nhá. Một nguyên tử này bị thay thế bởi một nguyên tử kia. Vậy ở đây mình có này, số 1 là thế. Được chưa? Số 2 này này, nhiều mà thành 1 là cộng. Số 3 là thế, mình nhìn thấy là Cl trừ thế OH trừ. Số 2 là thế. Anh này là tách 1 thành nhiều. Có 1 và 2 rồi. 1 và 2 là thế rồi. 1 và 2 là thế nhá. 5. 5 này là cộng. Vứt. 6 này là tách. Vứt. Vậy ở đây chúng ta sorry, chỗ này là 1, đây là đánh số để 1 2. Chỗ này phải là 3 các cháu ạ. Đúng không ạ? Vậy đây mình sẽ có là hai phương trình 1 và 3 nhá. 1 và 3, vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là đáp án C mà thôi. 26 đáp án C. Câu 27 để lại tí giải sau. Câu 28 ạ. Chất X có công thức cấu tạo thu gọn nhất là công thức phân tử của X này. Nào cả nhà cùng làm xem ạ. Công thức cấu tạo thu gọn nhất là như thế này. Vậy công thức phân tử của X là gì ạ? Công thức cấu tạo thu gọn nhất là. Vậy công thức phân tử của X là. Thế thì cái chỗ này chúng ta phải biết đường vẽ ra nhá. Chúng ta phải vẽ ra chúng ta mới biết được công thức phân tử. Đây ạ, C này. C cứ một cái đầu đầu nút là một C. C này. C này. Nối đôi C này. Được chưa? Vậy ở đây mình nhìn thấy tổng cộng anh này có bao nhiêu carbon? 1 2 3 4 5 C5. C4 vứt. Một liên kết đôi. Vậy suy ra nó là anken. Suy ra nó là anken. Được chưa? Vậy suy ra cháu nó là C5H10. Được không ạ? C5H10. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D. Câu 30 ạ. 30 vừa nãy chúng ta vừa giải nhỉ. Bao nhiêu đồng phân anken các cháu còn nhớ không ạ? Bao nhiêu đồng phân anken có cùng công thức phân tử là C5H10? Vừa mới giải xong ạ.
Câu 30, câu 29 để lại. 30 ạ, có bao nhiêu đồng phân là alken mà lại có cùng công thức phân tử là C5H10? Chúng ta vừa mới giải ở bên trên xong. Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu đồng phân alken cùng thức phân tử là C5H10? Vừa mới giải xong bao nhiêu ạ? Đây chúng mình vẽ lại nhá. Đây, chẳng cần vẽ lại nữa, mình vẽ rồi. Đâu rồi? C5H10 đây. 1 2 3 4 5. Lưu ý thêm một dấu sao nữa. Đúng ạ, đồng phân hình học. Vậy tổng cộng mình có mấy ạ? 6. Đáp án đúng là đáp án A. Ok nhá. Bây giờ chúng ta quay lại phần giải bài tập. Được không ạ? Bây giờ chúng ta quay ngược lại phần giải các câu bài tập dấu sao mà chúng ta đã để lại. Được không ạ? Bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ giải cái câu bài tập đánh dấu sao đầu tiên. Đâu rồi? Đây. Mình giải ngược lại từ dưới lên đi ạ. Câu 29 trước đi ạ. Câu 29 trước đi ạ. 29 đáp án gì ạ? Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam vào chất hữu cơ X. Trong bạch hợp bằng oxy 6,72 lít thì mình tìm được số mol của oxy là 6,72 mà chia 2,4 thì bằng 0,3. Chỉ tạo thành khí CO2 và hơi nước có thể tích bằng nhau ở cùng điều kiện. Do CO2 và hơi nước bằng nhau cùng điều kiện thì cái việc thằng này nó bằng nhau thì nó tương đương với việc là chỉ có một anh duy nhất cho số mol nước bằng số mol CO2. Nó là gì ạ? Alken. Chỉ có alken mới cho chúng ta số mol nước bằng số mol CO2. Và số mol nước bằng số mol CO2 nên chắc chắn nó là alken. Nên đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là một đáp án thôi. Đây là đáp án A. Không cần phải tính toán nhiều nhưng chúng ta vẫn chọn được đáp án. Đấy là trả theo. Đấy là các skill cực độc của chúng mình trong việc giải bài tập hóa hữu cơ nhá. Những cháu nào muốn tìm hiểu về các khoa học của chúng mình thì vui lòng inbox cho nick Vũ Tuấn Minh hoặc inbox cho fanpage để chợ. Bây giờ chúng mình lại cùng các cháu giải tiếp câu 27 với các kỹ năng thượng thừa, các skill kinh điển. Anh em nào mà muốn nghe các cái skill kinh điển thì vui lòng nhấn vào nút theo dõi fanpage của chúng mình và bật vào nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng mình livestream. Câu 27. Hợp chất Y có phần trăm khối lượng carbon hydro oxy. Vậy ở đây mình có này. Phần trăm khối lượng carbon bằng 48,64. Phần trăm khối lượng hydro bằng 8,1. Phần trăm khối lượng của oxy bằng 43,26. Thực ra cho này hơi thừa. Thực ra không cần cho phần trăm khối lượng của oxy cũng được. Mình tự lấy 100% trừ đi là ra. Đúng không ạ? Nhưng thôi không sao. Khối lượng mol phân tử của Y bằng 74. Công thức phân tử của Y là. Thế thì ở đây bây giờ chúng mình giải kiểu này, những cái cho nhìn nhé. Phân tử khối 74 này, chúng mình bấm thử này. 12 nhân 6 cộng 12 cộng 16 nhân 6 bằng. Chết, 12 nhân 6 cộng 12 cộng 16 nhân 6 bằng 180. Vứt A. À, đây có 74 thôi mà. Ý B xem nhé. 12 nhân 4 cộng 10 cộng 16 bằng 74. B được. C nhá. 12 nhân 3 cộng 6 cộng 32 bằng 74. Đấy, C được. D nhá. 12 nhân 2 cộng 4 cộng 32 bằng 60. 60 loại nốt gì. Thế vậy bây giờ mình chỉ còn B và C thôi ạ. Với cái skill này thì bây giờ chúng ta bấm máy tính thử là xong đúng không? Mình lấy anh này này. 12 nhân 4 chia 74 bằng nhân 100. 64,86%. Đây là 84,64. Sai chưa? Vậy loại nốt B, đáp án đúng là đáp án C. Đây là cái skill dành cho các bạn lười nhá. Đây là cái skill dành cho các bạn lười. Đấy, thì chỉ những người lười thì mới tìm được cách nhanh nhất để đến được con đường cuối cùng được. Nhưng mà thực ra thì nếu mà đi lên trên bảng, các cô giáo bắt chúng ta trình bày nhá. Nếu các cô giáo bắt chúng ta trình bày thì chúng mình hướng dẫn cho chúng ta cách trình bày. Đặt công thức đơn giản nhất là giấy cắt yếu Z. Mình sẽ có X chia Y chia Z bằng phần trăm carbon 48,64 chia 12, phần trăm hydro 8,1 chia hydro, phần trăm oxy 43,26 chia 16. Được không ạ? Vậy này bằng này. 48,64 chia 12 bằng 4,05. 8,1 chia 1 bằng 8,1. 43,26 chia 16 bằng 2,7. Được chưa ạ? Tiếp tục chúng ta nhìn thấy này, ở trong tất cả những anh này thì anh nhỏ nhất là anh 2,7. Vậy mình sẽ có là 4,05 4,05 chia 2,7 bằng 1,5. 8,1 chia 2,7 thì bằng 3. 2,7 chia 2,7 thì bằng
1. Vậy thì hoàn toàn ở đây ngay lập tức chúng ta sẽ tìm được rằng là đây 1,5 thì chúng ta lại phải làm tròn lên là 1,5 nhân 2 bằng 3. 3 nhân 2 bằng 6. 1 nhân 2 bằng 2. Vậy suy ra công thức đơn giản nhất là C3H6O2. Và mình bấm được anh này bằng 74 thì nó cũng chính là công thức phân tử luôn. Vậy suy ra đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C3H6O2. Nó cũng chính bằng 74 nên suy ra nó cũng chính là công thức phân tử luôn. Ok không ạ? Cả nhà có hiểu cái câu số 27 này không ạ? Nếu mà cả nhà hiểu câu 27 này thì vui lòng chấm xuống cái nhá, để cho chúng mình biết là các cháu đã hiểu. Thank you cả nhà đã ủng hộ chúng mình trong buổi học ngày hôm nay. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này và giúp chúng mình test tất cả các bạn cho vào đây ạ. Bởi vì đây là một buổi học free ạ. Và đây là phần mà chúng mình hướng dẫn cho các cháu các cái phần giải bài tập cực kỳ quan trọng. Bây giờ mình sang cái câu tiếp theo là câu số 25. Câu số 25 ạ. Câu số 25 ở đây đề bài hỏi chúng ta. 25 này thì cả nhà thử làm xem là đáp án gì ạ. Không làm cũng làm mà làm được thì cũng làm. Không làm được thì mình cứ làm phứa ấy cho ra là đáp án. Còn lại làm được thì chúng ta phải comment để chúng ta chứng tỏ rằng là chúng ta là một người học giỏi. Chúng ta là một người khủng. Đúng không? Câu 25 ạ. Brom hóa một ăn can. Brom hóa một ăn can. Ăn can là CnH2n cộng 2. Brom hóa là tác dụng với Br2. Thu được một dẫn suất chứa brom. CnH2n cộng 1. Thực ra đây là một dẫn suất chứa brom. Mình chưa biết là dẫn suất này chứa bao nhiêu brom, gọi là x đi. Brx cộng HBr. Mình chưa biết là bao nhiêu cả. Được chưa? Và dẫn suất này tỷ khối hơi so với không khí là 5,207. Có nghĩa phân tử khối của CnH2n cộng 2 trừ x Brx chia cho phân tử khối của không khí là 29 thì bằng 5,207. Vậy hoàn toàn thì mình có 12n cộng 2n là 14n cộng 2 trừ x cộng 80x thì bằng 5,207 nhân 29. 151. Được không ạ? Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ có 14n cộng 79x thì bằng 151 trừ 2 bằng 149. Ok không ạ? Thế thì ngay lập tức mình nhìn thấy ngay là x không thể bằng 2 được. X bằng 2 thì anh này lớn hơn 149. X chỉ có thể bằng 1. Thì n bằng 149 trừ 79 chia 14 bằng 5. N bằng 5. Được chưa? Và với n bằng 5 thì suy ra cháu nó là gì ạ? C5H12. Thế nào đây ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là gì ạ? C5H12 này vừa nãy chúng mình có nhầm đấy ạ. Đáp án đúng đáp án C. Một câu rất là hay và khá nhiều cháu có thể bị nhầm ở câu này, bởi vì nếu mà câu này chúng mình chỉ cần sửa thành là x bằng 2 thôi thì sẽ có nhiều bạn bị nhầm và giải mãi không ra đáp án. Nên là ở đây chúng mình giải cho các cháu cái cách là cách tổng quát là đặt anh này là x, thì như vậy thì dù x bằng 1, x bằng 2 hay x bằng 3 các cháu đều có thể giải được nhá. Nhớ cái cách này của chúng mình, đây là một cách tổng quát được chưa? Ok ạ. Rất là cảm ơn cả nhà đã rất là nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này bởi vì đây là buổi học free ạ. Thank you cả nhà. Câu số 23. Bà mà nào mà muốn đăng ký các cái khóa học mà được chúng mình chia dạng chi tiết cũng như là dạy cặn kẽ nhất cũng như là trả lời đáp án nhiều nhất thì các cháu có thể vui lòng tìm hiểu các khóa học của chúng mình Myelin. Hiện tại bây giờ khóa học hóa 11 đang được giảm giá xuống chỉ còn 250.000. Inbox cho chúng mình để được nhận ưu đãi nhé. Từ 500.000 xuống chỉ còn 250.000. Hỗ trợ các cháu trong dịch Covid. Câu 23. Một hỗn hợp gồm hai olefin có đồng đẳng kế tiếp nhau. Thế chúng ta phải nắm được là olefin là gì? Hai olefin. Thế thì olefin là viết tên thường của bọn gì ạ? Bọn anken. Olefin là tên thường của bọn anken. Vậy anken đây ạ. CnH2n. Mình đặt nó là n trung bình nhá. Đồng đẳng kế tiếp nhau có thể tích là 17,92. Bình thường là mình sẽ lấy 17,92 để chia 2,4 ra số mol đúng không? Nhưng chúng ta lưu ý rằng ở đây là đỏ 0 độ C và 2,5 atmosphere. Có nghĩa không phải ở điều kiện tiêu chuẩn. Và do là không phải ở điều kiện tiêu chuẩn ấy, nên là chúng ta phải có cái công thức tính số mol là N bằng PV chia RT.
P của chúng ta bằng 2,5. V của chúng ta bằng 17,92. R của chúng ta thì bằng 2,4 chia 273. T của chúng ta thì bằng 0 độ C cộng 2,3. Đây bằng 2,3. Được chưa? Vậy đến đây chúng ta tìm số mol. Nhân 17,92 chia cho 2,4 chia 2,3 bằng nhân 2,3 nữa. 2 mol ạ. 2 mol ạ. Vậy số mol bọn hỗn hợp alken này bằng 2 mol. Dẫn qua bình đựng KMnO4 dư thì khối lượng bình KMnO4 tăng là 70 g. KMnO4 này thì nó hấp thụ với bọn alken nên khối lượng bình của KMnO4 tăng này cũng chính là khối lượng của bọn alken nhá, 70 g. Vậy hoàn toàn mình có phân tử khối của CnH2n sẽ bằng là 70 chia 2 bằng 35. Vậy hoàn toàn mình sẽ có là 14n thì bằng 35. Vậy mình tìm được n bằng 35 chia 14. 2,5. Ok không ạ? 2,5 mà ở đây đề bài nói chúng ta là đồng đẳng kế tiếp. Đồng đẳng kế tiếp thì một anh phải lớn hơn 2,5 và một anh phải nhỏ hơn 2,5. Lớn hơn 2,5 là 2 thì 2 nó là C2H4. Nhỏ hơn 3,5 là 3 thì nó là C3H6. Được chưa? Một anh là C2H4 và một anh là C3H6. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Ok không ạ? Cả nhà có hiểu cái cách làm của câu số 23 này không ạ? Nếu mà hiểu thì like, mà không hiểu thì cũng like nhá. Ok, một like cho sự cố gắng của chúng mình. Câu số 19 ạ. Câu số 19 ạ. Cho 14 gam hỗn hợp. Đây là một cái bài kiểm tra dành cho lớp ban nâng cao mà chúng mình dạy đấy ạ. Ăn được điểm 8 của đề này thì dễ, nhưng ăn được điểm 10 của đề này mới khó. Cho 14 gam hỗn hợp hai anken kế tiếp nhau. Lại là hai anken. Hai anken kế tiếp nhau là CnH2n trung bình. Khối lượng là 14 gam này. Đi qua dung dịch brom. Thì anken này cộng với brom thì tỷ lệ mol 1:1 để tạo thành CnH2n Br2. Đúng chưa? Vậy thì số mol brom phản ứng chính bằng số mol anken nhá. Số mol brom phản ứng cũng chính bằng số mol anken. Bây giờ này, brom này là cho là 320 g dung dịch brom 20%. 320 g dung dịch brom 20%. Vậy mình có này. C% thì bằng m chất tan chia m dung dịch nhân 100%. Vậy suy ra mình tìm được m chất tan cũng chính là bằng m brom nguyên chất sẽ bằng 320 nhân 0,2. Đúng không ạ? 0,2 chính là 20% đấy. Nhân 0,2 bằng, được chưa? Nhân ạ. Bấm nhầm ạ. Được chưa? Mình tìm được m brom bằng 64 thì chúng ta tìm được số mol của nó bằng 64 chia cho 160 thì số mol của nó bằng 0,4. Số mol brom bằng 0,4. Vậy ngay tức theo phương trình mình cũng sẽ tìm được số mol của anken cũng bằng 0,4 luôn. Vậy ngay lập tức tới đây chúng ta sẽ tìm được phân tử khối trung bình của bọn anken sẽ bằng 14 chia 0,4 sẽ bằng 14 chia n bằng 35. 35 thì bằng phân tử khối của anh CnH2n trung bình 14n trung bình. Và tới đây mình tìm được n trung bình bằng 35 chia 14 2,5. 2,5. Và mình thấy điều này ạ, 2,5 lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Vậy điều này chứng tỏ rằng một anh là C2H4. Một anh là C3H6. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ C2H4 và C3H6. B, bỏ C2H4 và C3H6. Ok ạ. Rất rất dễ nhá. Câu số 17. Câu số 17. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 hydro carbon mạch hở. Câu số 17. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 hydro carbon mạch hở liên tiếp trong dãy đồng đẳng. Lưu ý này, 2 hydro carbon mạch hở liên tiếp trong dãy đồng đẳng. X nhá. Đốt cháy này trong dãy đồng đẳng này thu được này CO2 2,4 chia 2,4 bằng 1 mol. Nước 25,2 chia 18 1,4. Chúng ta nhìn thấy điều này ạ, 1,4 lớn hơn 1.
số mol nước lớn hơn số mol CO2. Và với cái điều kiện số mol nước mà lớn hơn số mol CO2 này thì luôn luôn chắc chắn 100% X chỉ có thể là một anh thôi. Đó là anh gì ạ? An can. Và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án an can. Ok men. Rất dễ. Số 16 ạ. Câu số 16 cũng là một câu cực kỳ thú vị và các cháu sẽ gặp rất rất nhiều trong các bài kiểm tra của các cháu. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm hai olefin. Hai olefin là viết tắt của anken. Và nhớ rằng là khi cháy anken thì chúng ta luôn luôn có một điều đó là NCO2 thì bằng N nước. Đúng không ạ? Vậy mình có này, N nước này, M cộng 4 phần 18 thì bằng này, MCO2. Sorry ạ. Lỗi. NCO2 bằng N nước. Suy ra này, NCO2 là M cộng 30 chia 44 thì bằng N nước là M cộng 4 chia 18. Nào các cháu cùng bấm máy tính cho chúng mình xem. Vậy ở đây M bằng bao nhiêu? M bằng bao nhiêu ạ? Câu số 16 ạ. M bằng bao nhiêu? Rất dễ thôi ạ. Cho chúng mình một con số ạ. Cái này các cháu bấm máy tính tạch 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 là xong. 16M bằng bao nhiêu ạ? À, M6M bằng 14. Rất dễ. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Nhá. M bằng 14. Ok men. Rồi. Chúng ta còn câu 13, câu 12 và câu số 10 nữa. Câu 13. 13 nào. 13 cả nhà cùng comment đáp án xem 13 đáp án gì. 8,96 lít. 8,96 lít hỗn hợp 896 là 0,4 mol. 896 chia 2,4 mà thì bằng 0,4 mol. Hỗn hợp gồm ethylene và propen. Ethylene C2H4, propen C3H6. Làm mất màu vừa đủ m gam nước brom. Úi dồi ôi. Câu này dễ ẹc luôn. Câu này dễ ẹc luôn. Chúng ta nhìn thấy này, hai anh này đều là anken đúng không? Và số mol của hỗn hợp anken bằng 0,4 đúng không? Vậy thì ngay lập tức mình sẽ có là số mol của anken chính bằng số mol brom bằng 0,4. Thế thì từ đây chúng ta sẽ tìm được khối lượng của brom nguyên chất bằng 0,4 nhân 160. Và từ đó chúng ta tìm được m dung dịch brom 20% sẽ bằng 0,4 nhân 160 chia cho 20% là 0,2. 0,4 nhân 160 chia 0,2 bằng 320g. Cả nhà nhìn rõ chưa? 320g. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Câu 13 lại là một câu cực kỳ dễ nữa. Nếu thấy hay hãy chia sẻ lại về tường các cháu nhá. Nếu thấy hay hãy chia sẻ lại về tường để ủng hộ chúng mình. Câu số 12. Câu số 12. Đốt cháy một hỗn hợp hydrocarbon. Đốt cháy một hỗn hợp hydrocarbon thì ta thu được số mol CO2. Hydrocarbon chúng ta ký ở X. Ở đâu? Hydrocarbon là CXHI. Đốt cháy nó thì mình thu được CO2 số mol là 2,4 chia 2,4 bằng 0,1. Nước 2,7 chia 18. 0,15. Úi dồi ôi, cái này còn không cần phải tìm tiếp gì luôn. Các cháu nhìn kỹ ạ. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy nhá. Chúng mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Bảo toàn oxy mình có này. Oxy trong oxy có 2. Oxy trong CO2 có 2. Oxy trong nước có 1. Vậy tới đây mình tìm được số mol O2. 0,2 cộng 0,15 bằng chia 2 bằng 0,175. Và với đáp án là 0,175 thì nó nhân với lại 2,4 thì bằng 3,92 lít nhá. 3,92 lít. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C. Câu 12 đáp án C. Câu số 10 ạ. Câu số 10 ạ. Câu 10 là câu khó nhất nhá. Và cũng là câu cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay của chúng mình cùng với các cháu. Đấy các cháu cùng comment đáp án xem câu số 10 thì đáp án gì ạ?
Cả nhà cùng comment đáp án xem câu số 10 đáp án gì ạ? Đốt cháy hoàn toàn 112 ml một hydrocarbon A. Số mol nó sẽ là 112 ml sẽ bằng 0,112 chia 2,4 bằng 5 nhân 10 mũ trừ 3. 5 nhân 10 mũ trừ 3. Hydrocarbon A là chất khí CXHI. Đốt cháy rồi dẫn sản phẩm qua bình đựng đây CO2 nước này đi qua H24 đậm đặc thì nó giữ lại nước, còn CO2 thoát ra đi qua cao hắt dư thì nó giữ lại nốt thằng CO2. Đấy chưa? Vậy khối lượng bình một tăng chính là khối lượng của nước. Bình một tăng 0,78 gam. M bình một tăng bằng M nước bằng 0,18 gam. M bình 2 tăng bằng MCO2 và bằng 0,44 gam. Thế bây giờ câu hỏi nó rất đơn giản thôi ạ. Là nếu mà cho toàn bộ cả CO2 và nước đi qua bình 2 là đi qua bình cao ngắt. Thì cái bình 2 cao ngắt nó giữ lại cả anh CO2 và cả anh nước. Thì M bình 2 tăng giữ lại cả anh này chính bằng M của CO2 cộng M nước. Rất nhiều bạn nhầm nhá. Bằng 0,18 cộng 0,44. Rất nhiều bạn bị lừa đây. 0,62 gam. 0,62 gam. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Tuyên dương tất cả các bạn đã comment đáp án D. Và buổi học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các cháu nhớ là hãy chia sẻ lại buổi học này và test giúp chúng mình tất cả các bạn cho vào đây nhá.